xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là Triệu Phú. Thưa quý vị, tôi đang đứng cạnh bạn Lê Trần Ngọc Nam. Và sau một tuần gặp lại, chắc hẳn là quý vị cũng như tôi đang rất mong chờ. Vì lần trước khi chia tay, chúng tôi có hẹn là tuần này sẽ quay trở lại. Và có một điều đặc biệt, đó là bạn Nam sẽ có một điệu nhảy. Em có thể thấy ngày hôm nay là bàn ghế đã được dọn. Sân khấu này là dành cho em sẵn sàng chưa? Dạ, em đã sẵn sàng. Em thích nhảy một mình hay nhảy đôi với anh? Dạ, hôm nay thực ra thì em có một bạn. Tuyệt vời, xin cảm ơn hai em. Nào, dạy thử anh một số động tác nào đấy mà kiểu không phải di chuyển nhiều mà có thể thực hiện được ấy. Về anh nói thật là anh muốn hù con anh ở nhà. Dạ, mình sẽ có một động tác cơ bản gọi là Fresno ạ. Fresno. Dạ, nó xuất phát từ Fresno, California, Mỹ. Dạ, nó sẽ đứng thẳng này, hai chân rộng bằng vai. Tay phải giơ lên, sau đó mình giật chân phải ra sau và giật cùng tay như này. 1, 2, 3, 4. Đây. Đúng rồi ạ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi tưởng popping thế nào thực ra cũng dễ thôi. Chân này giật giật tay. Đại khái. Cái này ngày xưa anh học võ cũng biết một vài môn này, kiểu này. Ai cũng có thể học được. Nói chung mỗi người một nghề thôi. Nghề của anh trong buổi ngày hôm nay thì là người dẫn chương trình. Còn em thì ban đầu thì là dancer, nhưng bây giờ thì sẽ là người chơi. Mời em lên ghế nóng. Phải nói là nhìn bài nhảy thì rất là nhẹ nhàng, nhưng mà đến lúc mà em đứng cạnh anh mới thấy em thở như vậy, chứng tỏ cũng tốn thể lực. Bình thường một buổi tập của em kéo dài khoảng bao nhiêu thời gian? Dạ, bình thường thì chúng em tập khoảng 2 tiếng một ngày. 2 tiếng một ngày? Dạ. Trong đó chắc phải có những quãng nghỉ chứ. Anh em chắc tập xong này coi như khỏi tập thể gym rồi thể thao. Dạ, cũng coi như là một hình thức để rèn luyện sức khỏe luôn. Dạ. Và hơn thế nữa thì thường anh thấy những người mà tập nhảy thì bao giờ kiểu người cũng cân đối hơn là tập gym, thì có thể anh em tập chuyên một mảng nào đấy thì người nó to mỗi mảng đấy thôi. Dạ. Còn tập nhảy thì nhìn chung nó to đều. Thì trong đó mấy ông gymmer thì đi thì kiểu người không khép được lại thì người bao giờ nó cũng bị gọi là nở ra như này. Còn mấy ông dancer thì trông người có vẻ thanh thoát hơn. Dạ vâng. Được rồi, anh sẽ cân nhắc, anh cũng đang đi tập gym nhưng thôi anh sẽ chuyển sang tập nhảy. Hôm nay em đến với chương trình cùng với ai? Dạ, em vẫn đến cùng bạn em là bạn Hoàng Minh Luân ạ. Xin chào Luân. Vâng, em chào anh Dũng và tất cả quý khán giả. Hai bạn trong một tuần vừa rồi có bàn bạc với nhau thêm điều gì không? Dạ, em cũng có bàn với Nam là câu nào mà không biết rõ ràng và không chắc chắn thì mình nên là rút lui ngay. Vâng, mà thường câu nào thì sẽ là Luân có khả năng sẽ giải quyết được, có thỏa thuận trước với nhau không? Thần thoại Hy Lạp thì ngày xưa em có đọc nhiều thì Thần thoại Hy Lạp. Ngoài thần thoại thì em có biết một chút về thể thao nữa. Tức là ông Luân là toàn thờ đấy, thần thoại thể thao, ok, thống nhất là như vậy. Rồi, xin cảm ơn Luân, em cứ sẵn sàng trên đấy. Nam thân mến, anh sẽ vẫn thông qua lại với em về luật chơi của chương trình. Chương trình của chúng ta có tất cả 15 câu hỏi.
trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và mốc 15. Em đã vượt qua mốc 5 rồi. Chúng ta sẽ có 3 sự trợ giúp, đó là 50-50, gọi điện thoại cho người thân, hỏi ý kiến bạn Luân trên khán đài. Và kể từ câu số 6, em sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Ngày hôm nay chúng ta có sự góp mặt của hai nhà thông thái, đó là nhà báo Trương Anh Ngọc và siêu trí tuệ Việt Nam Hà Việt Hoàng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái ạ. Vâng, xin chào trường quay. Vâng, gặp lại sau một tuần các anh có xem điệu nhảy của Nam và bạn Diễn cùng biểu diễn vừa rồi không ạ? Thực ra ấy, trong chương trình tuần trước khi chúng ta chào nhau ở đây thì tôi nói là tôi rất là sợ nhảy. Nhưng mà hôm nay khi nhìn bạn Nam nhảy và đặc biệt là xem Dũng có một vài động tác này, tôi nghĩ rằng là thực ra tôi có thể về tôi tập được. Nhưng mà tôi sẽ không lên TV đâu. Nhưng mà tôi thấy là khi mà Nam nhảy như thế thì Hoàng cũng bắt đầu hơi nhún nhảy một tí, như Hoàng thích lên đúng không? Thì như em nói ở tuần trước đấy ạ, là ngày xưa là em cũng từng không nhảy một thời gian. Thế nên là lúc mà nhìn thấy cái tiết mục đấy thì nói chung là cảm giác trong người mình nó giống như kiểu mình đang quay ngược lại về cái ngày đấy. Bây giờ nhảy dễ hơn hay là làm nhà thông thái dễ hơn? Bây giờ cái nào cũng khó. Thực ra cái khó nhất là 30 giây mà vẫn phải tìm ra câu trả lời cho người chơi của chúng tôi. Đấy mới là cái khó nhất. Vâng ạ, xin cảm ơn các nhà thông thái ạ. Rất vui gặp lại hai anh ạ. Vâng. Em đã sẵn sàng đến với cuộc chơi ngày hôm nay chưa? Dạ, em đã sẵn sàng. Thưa quý vị, khi người chơi của chúng ta đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi số 6. Phẫu thuật LASIK là phương pháp tác động đến bộ phận nào của cơ thể người? Mũi, mắt, gan hay là tim? Xin mời em. Câu này thì cũng may là tại vì em cũng làm trong lĩnh vực liên quan đến y tế. Dạ. Dạ, em cũng có biết câu này. Câu trả lời của em là mắt B ạ. B, mắt. Vâng. Bạn ấy nói là bạn ấy làm cũng làm ở trong ngành có liên quan đến công việc của y tế nên bạn biết câu này. Nên không có lý gì để sai câu này cả. B là một phương án trả lời chính xác. Thì chúc mừng em. Thưa quý vị, như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua câu số 6. Phần thưởng hiện tại bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng sẽ tăng lên là 6 triệu đồng. Và em vẫn chưa sử dụng quyền trợ giúp nào cả. Em sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Dạ, em đã sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Vào ngày 20 tháng 9 năm 2021, cặp sinh đôi người nước nào đã được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận là cặp sinh đôi sống thọ nhất thế giới? Bhutan, Na Uy, Nhật Bản hay là Thụy Điển? Mời em. Sống nhất thọ nhất thế giới thì theo em nghĩ thì là có thể là sẽ phải là ở một nước nào đấy mà có tuổi thọ trung bình cao. Đúng vậy. Và cả bốn nước này thì đều là những nước mà có khả năng là có người có tuổi thọ trung bình cao. Câu này thì lại không phải là thuộc về lĩnh vực mà em biết ạ. Nên là em nghĩ là em xin sử dụng quyền trợ giúp, xin hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào hai nhà thông thái. Vâng, xin chào. Vâng, chúng ta không bàn về nhảy nữa. Bây giờ là lúc tới câu chuyện luôn rồi. Người chơi của chúng tôi đang gặp một chút khó khăn với câu hỏi của chương trình. Hai anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vâng ạ. Người chơi và hai nhà thông thái sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Vào ngày 20 tháng 9 năm 2021, cặp sinh đôi nước nào được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận là cặp sinh đôi sống thọ nhất thế giới? A. Bhutan, B. Na Uy, C. Nhật Bản và D là Thụy Điển. Nhờ các nhà thông thái ạ. Cái thông tin này thì cũng mới đây thôi ạ. Em cũng mới đọc được ở một bài báo. Đấy là cặp sinh đôi mà mới được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận là cặp sinh đôi sống thọ nhất thế giới, là cặp sinh đôi đến từ Nhật Bản ạ. Và em xin tư vấn đáp án là đáp án C ạ. Đáp án C nhá. Dạ. Xin cảm ơn hai nhà thông thái. Một phần tư vấn khá rõ ràng. Và đúng là mới thật vì mới ngày 20 tháng 9 năm 2021 thì cũng mới đây thôi. Em hoàn toàn tin tưởng sự trợ giúp của hai nhà thông thái. Em xin chọn C là đáp án cuối cùng ạ. C. Vâng. Với cái đầu siêu trí tuệ của Hà Việt Hoàng thì các bài báo dù anh ta chỉ đọc lướt qua một lần thì chắc là cũng sẽ lưu lại khá lâu và chính xác, bởi vì phương án C là phương án trả lời chính xác. Xin chúc mừng bạn. Bà Umeno Sumiyama và bà Koume Kodama
được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận là cặp sinh đôi sống thọ nhất. Hai bà đã được 107 tuổi 300 ngày, tức là gần được 108 tuổi. Như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua câu số 7, phần thưởng hiện tại đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng sẽ tăng lên là 10 triệu đồng và em còn 3 quyền trợ giúp. Em sẵn sàng đến với câu số 8 chưa? Dạ, em đã sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Lãnh thổ của Vương quốc Lesotho nằm gọn trong quốc gia nào? Ý, Nigeria, Maroc hay là Nam Phi? Mời em. Lesotho. Em đã giờ nghe tên quốc gia này chưa? Đã, em chưa. Vương quốc, vâng, chính xác là vương quốc. Với câu hỏi này em nghĩ là em xin sử dụng quyền trợ giúp là gọi điện cho người thân ạ. Bạn sẽ gọi điện cho ai? Dạ, em sẽ gọi cho bạn Minh ạ, là em họ của em ạ. Bạn, chúng tôi xin phép được kết nối cùng với bạn Minh ạ. Rồi, chào bạn Minh. Dạ vâng, chào anh. Tôi đang ngồi với người bạn của bạn là bạn Nam trong chương trình Ai là Triệu Phú. Dạ vâng. Bạn Nam thì đang gặp một chút khó khăn với câu hỏi của chương trình và bạn Nam quyết định là gọi điện nhờ bạn Minh trợ giúp. Bạn Minh sẵn sàng chưa ạ? Dạ, em sẵn sàng, hy vọng là có thể trợ giúp được anh Nam. Vâng, phải chắc chắn là trợ giúp được chưa ạ? Và hai bạn sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Vương quốc Lesotho nằm trong quốc gia nào? L-E-S-O-T-H-O L-E-S-O-T-H-O. 20 giây. Nằm ở trong nước Cộng hòa Nam Phi anh Nam. Nam Phi đúng không? Cộng hòa Nam Phi. Ok, cảm ơn Minh nhiều nhé. Vâng, chắc chắn anh nhé. Ok, vâng. Thank you. Một phần tư vấn hiệu quả, rõ ràng. Có thể là do cách bạn đặt ra câu hỏi cũng rất rõ ràng để bạn ấy có thể tìm những từ khóa quan trọng, đặc biệt là tên của vương quốc. Dạ. Vâng. Vậy quyết định của bạn? Em sẽ tin tưởng vào quyền trợ giúp của Minh ạ. Dạ, em xin chọn D, Nam Phi là phương án cuối cùng của em. D, Nam Phi. Tưởng chừng như là sẽ là một phần chúc mừng của tôi rộn ràng lên này nọ. Nhưng kết quả chính xác của câu hỏi này sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi đang gặp một chút khó khăn với câu hỏi của chương trình và đã sử dụng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân. Sau khi được người thân tư vấn, bạn đã chọn phương án D là Nam Phi và phương án D là một phương án trả lời hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Theo thông tin cho bạn, đó là vương quốc này cũng là thành viên của khối thịnh vượng chung Anh, nên là tổ chức này gồm các quốc gia vốn là thuộc địa cũ của nước Anh, nên đây là một vương quốc nằm gọn trong lãnh thổ của nó, nằm gọn trong Cộng hòa Nam Phi. Thưa quý vị, như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua câu số 8, phần thưởng hiện tại bây giờ đang là 10 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng sẽ tăng lên là 14 triệu đồng. Bạn chỉ còn có 2 quyền trợ giúp. Bạn sẵn sàng với câu số 9 chưa? Em đã sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 9. Làng Đồng Sâm ở tỉnh Thái Bình nổi tiếng với nghề thủ công truyền thống nào? Đúc đồng, dệt vải, chạm bạc hay là làm gốm? Mời em. Làm gốm thì em nghĩ chắc là không phải. Tại sao? Vì làm gốm thì đã có một cái làng nghề rất là nổi tiếng, đó là ở Bát Tràng. Tức là ý em cho rằng là đây là xếp hạng gọi là các làng nghề thủ công nổi tiếng nhất so trong toàn quốc hả? Chứ nếu giả sử như ở Bát Tràng có gốm rồi nhưng mà Thái Bình vẫn có làng gốm chẳng hạn. Đấy. Em đang hơi nghiêng một chút về B hoặc C. B hoặc C là dệt vải hoặc là chạm bạc. Em nghĩ là em sẽ thử sử dụng quyền trợ giúp 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác.
chỉ còn đúc đồng hoặc chạm bạc. Em quyết định sẽ tin tưởng bản thân mình. Tin tưởng bản thân em. Dạ, em xin chọn đáp án C là phương án trả lời cuối cùng của em. C, chạm bạc. Thực ra lúc đấy anh có hỏi em là có căn cứ gì không, nếu như là em hay nghe các bạn hát bài Nắng Ấm Quê Hương ấy. À, tay anh trổ vàng, tay anh chạm bạc, làm giàu cho quê hương Thái Bình ta đó. Một bài hát rất nổi tiếng mà cứ bạn nào quê Thái Bình, ngày xưa anh học thì cứ bạn nào quê Thái Bình là kiểu gì lên biểu diễn văn nghệ cũng hát Nắng Ấm Quê Hương. Nên là nó khá là ấn tượng với anh. Em cũng có. Và C, chạm bạc là một phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Có ba địa danh nổi tiếng ở Việt Nam với nghề chạm bạc, đó là phố Hàng Bạc, làng Định Công ở Hà Nội và làng Đồng Sâm, Thái Bình. Chắc chắn là nó phải nổi tiếng nên là các nhạc sĩ mới đưa hẳn vào trong bài hát về Thái Bình như vậy. Và người Thái Bình khi hát bài hát này đều rất là tự hào để kể về quê hương của mình, trong đó có từ chạm bạc. Vâng. Làng Đồng Sâm đã duy trì và phát triển nghề chạm bạc truyền thống này trên 600 năm. Như vậy là một sự trợ giúp cũng hiệu quả cho em và đã giúp em vượt qua được câu số 9. Phần thưởng hiện nay của em đang là 14 triệu đồng và sẽ đến với câu số 10. Nếu vượt qua câu số 10, phần thưởng của em sẽ tăng lên là 22 triệu đồng. Em chỉ có một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến bạn em đang ngồi trên khán đài rất hồi hộp chờ đợi trên kia. Vâng. Em sẵn sàng đến với câu số 10 chưa? Dạ, em đã sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 10. Di sản văn hóa nào được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới đầu tiên ở Việt Nam? Châu bản Triều Nguyễn, Mộc bản Triều Nguyễn, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, hay là bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám? Hình như là đâu đó em nhớ là em có thông tin và em đang hơi về nghiêng về đáp án D một chút. Phương án D, bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám. Em nghĩ kỹ thêm về những căn cứ đấy của em xem, biết đâu lại là một gợi ý tốt. Các đáp án này thì đều liên quan đến lịch sử nước nhà. Trong đấy thì bia tiến sĩ Văn Miếu thì là một cái mà rất là nổi tiếng và đáng tự hào của dân tộc mình. Em nghĩ là... Còn các phương án khác thì sao? Châu bản Triều Nguyễn, Mộc bản Triều Nguyễn, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm. Còn 3 phương án nữa. Em nghĩ là em sẽ hỏi ý kiến bạn em một lần cho chắc chắn. Mời luôn. Bạn có thể xuống dưới đây để trợ giúp cho bạn của mình. Hai bạn có thể bàn bạc với nhau. Phương án D. Ông nghĩ giống tôi đúng không? Bởi vì khi mà nói đến di sản tư liệu mà được thế giới công nhận thì thường người ta sẽ tập trung vào có thể là thủ đô một quốc gia nào đấy, thì Văn Miếu thuộc Hà Nội thì nó thủ đô, cho nên khả năng cao có thể là D. Nhưng mà nếu như mà xét về mặt logic câu hỏi thì có hai phương án, là ví dụ như là chiều cả A và B là chiều Nguyễn chẳng hạn. Thì nhiều khi có thể là một trong hai phương án đấy, xong rồi sẽ là kiểu tức là theo ý luân là nhiều khả năng là một trong hai phương án A hoặc B, tại vì không phải khi không mà lại có hai cái liên quan đến chùa Nguyễn. Đúng rồi. Tức là theo em là logic thì chắc là phải có một cái đúng. Dạ. Thế là lại khó hơn rồi. Nhưng mà tôi vẫn thiên về D nhiều nhất. Còn A với B thì đấy là theo suy nghĩ của tôi. Em có hai lựa chọn lúc này. Một là liều và hai là phương án an toàn. Em dừng cuộc chơi tại đây. Em nghĩ là nếu như đã không phải là thế mạnh của mình thì đúng. Mình nên khiêm tốn và học hỏi. Và biết mình biết ta thì em nghĩ cũng là... Đúng, anh đồng ý. Ngay. Em quyết định là sẽ xin dừng cuộc chơi tại đây. Xin dừng cuộc chơi tại đây, vâng. Và bây giờ cho bọn em chọn thử xem. Em nghĩ là em đã có cơ hội được ngồi lên ghế nóng của chương trình Ai Là Triệu Phú rồi. Thì cũng là một sự may mắn hơn so với bạn Luân. Cho nên là em quyết định dành
câu hỏi này cho bạn Luân trả lời. Luân, bây giờ không có áp lực gì cả, trả lời thoải mái đi. Chơi đi. Em vẫn chọn phương án B. Chọn phương án B. Mộc Bản, Triều Nguyễn. Các em hoàn toàn không có một chút tư liệu nào, một chút kiến thức nào về câu hỏi này. Nhưng anh đánh giá rất cao sự suy luận và quan sát rất sắc của Luân. Em suy luận về logic của các phương án trả lời. Và phương án B là đáp án chính xác của câu hỏi này. Cảm ơn Luân rất nhiều. Cảm ơn em. Em đã có một quyết định sáng suốt và em sẽ ra về với phần thưởng là 14 triệu đồng. Xin cảm ơn em đã đến tham dự chương trình và còn có cả phần biểu diễn rất là sôi động ban đầu, khiến cho chương trình Ai Là Triệu Phú lần đầu tiên có được cái không khí nó sôi động đến như vậy. Cảm ơn em rất nhiều.